Rồi tiếp theo nói về Ủa tiếp. thầy sao bài bữa trước thầy chưa ghi hình, thầy chưa gửi lên đó thầy. Các bạn nào quên chưa tắt mic nha. Mà thầy ơi, thầy. À, sao em? Thầy Cái chưa mời bài em vô lắp gâm thầy ơi. Classroom hả? Classroom thầy đưa cái mã Classroom rồi mà, mấy đứa tự theo cái mã đó vào chứ. Cái bài tuần trước đó thầy chưa có đăng video lên đó. Ủa? Em coi lại không được. À bài tuần trước thầy chưa đăng video lên hả? Tuần trước thầy có ghi Dạ video. đúng rồi. Để thầy coi lại. Ủa tuần trước thầy chưa đăng lên hả? Đây, cái buổi tuần trước này thầy có đăng lên trên buổi tuần trước là về máy điện một chiều này, ngày 12 tháng 5 này ha. Thầy gửi lên trên Classroom. Em có thể tự vô cái kênh mình xem cũng được ha. Đang lên trên Classroom. Bữa trước ta đang video mà thầy quên quên gửi lên trên Classroom. Thì bữa nay mình tiếp tục cái nội dung hôm trước cái phần tiếp xúc điện. Thì tiếp xúc điện đối với chiếc cục điện á, các cái cục điện thì nó có chức năng là đóng cách, bảo vệ, điều khiển mạch điện. Thì để đóng cách được mạch điện á, thì mình sẽ có các cái tiếp điện. Thì tiếp xúc điện là cái chỗ mà hai cái vật dẫn nó tiếp nó chạm nhau để dòng điện nó chạy từ vật này qua vật khác, gọi là tiếp xúc điện Thì trong các hình như thầy nghe tiếng gà gáy ở đâu, không biết bạn nào, thầy tắt mic hết mấy đứa của mấy bạn luôn nha. Rồi thì tiếp xúc điện là cái nơi tiếp xúc giữa hai cái vật dẫn với nhau để nó truyền dòng điện đi qua. Thì khi mà hai cái vật dẫn này nó chạm nhau á, tiếp xúc với nhau thì dòng điện nó chạy qua được. Còn khi nào hai vật nhẫn này tách rời nhau ra thì cái chỗ đó dòng điện nó sẽ không qua được ha. Thì cái chỗ đó gọi là tiếp điện và tiếp xúc điện là nơi tiếp tiếp giáp giữa hai cái vật dẫn khác nhau. Rồi. Thì để phân loại cái mối tiếp xúc điện thì nó có nhiều loại ha, tiếp xúc cố định, tiếp xúc đóng mở, tiếp xúc trượt ha. Rồi dựa hình dạng thì có tiếp xúc điểm, tiếp xúc đường, tiếp xúc mạch. Rồi thì thầy sẽ ví dụ một số cái hình ảnh ha. Đây, ví dụ tiếp xúc điện này gọi là tiếp xúc cố định này. Ví dụ cái con ốc vít nó bắt vào cái thanh cái vào trong cái các cái đầu nối của các cái CP này ha. Thì những cái chỗ mà nối nhau như thế này gọi là tiếp xúc cố định. Có nghĩa là các cái vật dẫn này nó được gắn chặt với nhau ha, cố định với nhau. Thì dòng điện nó sẽ truyền qua các cái điểm tiếp xúc này. Gọi là tiếp xúc cố định ha. Đây, các cái đầu nối dây điện ha. Nó nối và nó bắt vít chặt vào trong các cái thiết bị này. Thì đó gọi là tiếp xúc cố định. Cái cầu dao này, cái cầu dao này thì tiếp xúc này là tiếp xúc đóng mở được. Cầu cầu dao mà nó đóng xuống thì dòng điện nó chạy qua. Cầu dao mà hở lên như này thì dòng điện nó bị ngắt ha. Nó gọi là tiếp xúc đóng mở được này. Rồi tiếp xúc này là tiếp xúc trượt nè. Cái chổi thang nó tiếp xúc vào trong cái cổ gót của cái động cơ một chiều ha. Thì mình thấy là dòng điện nó truyền từ từ cái chổi thang nó truyền vào trong cái cổ gót. Thì cái chỗ tiếp xúc này nó chuyển động liên tục nó trượt lên nhau, nó gọi là tiếp xúc trượt tiếp xúc quay cũng được Đó. Thì nó có nhiều dạng tiếp xúc Rồi thì trong các cái cụ điện mình có thì hầu hết là tiếp xúc nó là tiếp xúc kiểu như đóng mở nè, tiếp điểm nó tiếp một tiếp điểm di động, một tiếp điểm đứng yên. Thì khi tiếp điểm di động nó chạm vào tiếp điểm đứng yên là nó đóng đóng mạch điện cho dòng điện chạy qua. Khi nào nó thở ra, nó cách ly nhau ra thì dòng điện nó bị ngắt. Thì cái tiếp xúc này là thường sử dụng ở trong các cái cụ điện để đóng các mạch điện. Tiếp theo nói về hồ quang điện. Thì hồ quang điện là cái hiện tượng mà dòng điện nó phóng vào trong trong không khí. Thì hồ quang điện thường thì nó xuất hiện ở những nơi mà
khi mà nó có khi mà cái một là điện áp nó cao ha, hoặc là cái chỗ tiếp xúc nó không có đảm bảo liền với nhau, mà nó có một cái khoảng thở và nó sinh ra cái hồ quang điện, nó nối giữa hai cái khoảng hai cái vật liệu dẫn điện gần nhau à. Rồi thì hình bên trái này là cái hiện tượng phóng điện trong hồ quang điện ha, ở trong các cái trạm điện cao thế à, do điện thế rất cao nên nó phóng giữa các cái điện cực này à. Còn hình bên phải là hiện tượng cũng là hồ quang điện nhưng mà ở trong các cái hàng điện ha, hàng bằng hồ quang à. Thì ở đây là cái đầu hàng và cái phôi hàng này nó là hai cái cực của nguồn điện ha, và khi nó tiếp xúc nhau nó sinh ra cái tia hồ quang điện à, tiếp xúc vào rồi sau đó mình cách thở nó ra một khoảng nhỏ ha, đủ sinh ra cái tia hồ quang để nó nối giữa, nó tạo thành cái dòng điện duy trì giữa cái quay hàng với cái vật liệu mình hàng ha. Thì cái hồ quang điện này à, cái nhiệt độ nó rất là lớn em, cái nhiệt độ hồ quang điện nó từ 3.000 cho tới 10.000 độ C à, và kèm theo ánh sáng rất là mạnh ha. Thì đối với cái hồ quang điện này thì à, trong các cái khí khí cụ điện thì mình không hề mong muốn có nó xuất hiện em, tại vì nhiệt độ của cái hồ quang điện này rất cao thì nó sẽ gây hư hỏng cho các cái thiết bị, các cái cụ điện à. Hồ quang điện này thì ứng dụng nó để hàng điện thì rất là hữu dụng ha, nhưng mà trong các khí cụ điện à, mà nếu hồ quang điện sinh ra thì nó sẽ gây hư hỏng cho khí cụ điện à. Mấy em tưởng tượng cái khí cụ điện mà nó bị cái hồ quang giống như cái hồ quang điện khi mình hàn hàn bị hồ quang này thì nó hư thiết bị liền, nó chảy các cái chảy các cái điện cực ở trong cái khí cụ điện nó hư hỏng liền à. Thì cái hồ quang điện đối với khí cụ điện thì cái đó là cái mình không mong muốn ha. Rồi, thì tác hại hồ quang điện mình có thể ghi vắn tắt ha, nó sinh ra nhiệt trong khí cụ điện làm hư hỏng các chất điện à. Thứ hai là nó phóng điện gây cái quá điện áp nội bộ à, nó gây cái sự quá điện áp ha. Rồi thứ ba là nó gây ngắn mạch à, khi nó phóng điện giữa các cái pha với nhau à. Và khi mà đóng các cái khí cụ điện á thì cái hồ quang nó sinh ra nó làm thay tăng cái thời gian đóng các ha, thời gian quá độ khi đóng các gây cháy nổ gây phỏng không ạ. À, bạn nào rớt mạng thì từ từ vô lại, không quan trọng. Coi không kịp thì mình có thể coi lại video. Thì đó là cái tác hại của hồ quang điện ở trong cái khí cụ điện ha. Thì đối với khí cụ điện, người ta lúc nào cũng mong muốn là triệt tiêu cái hồ quang này đi, chứ không mong muốn nó sinh ra ở trong cái khí cụ điện ha. Thì đối với các khí cụ điện thì cái vấn đề dập hồ quang rất là quan trọng đấy. Thì người ta sẽ dùng một số cái phương pháp để dập cái hồ quang. Thứ nhất là nó kéo dài cái hồ quang bằng cơ khí à, tăng khoảng cách. Thứ hai chia nhỏ hồ quang à, chia các cái tia hồ quang ra. Thứ ba là thổi thổi đứt cái hồ quang à, thổi tắt cái hồ quang đi bằng từ trường, hoặc là thổi đứt cái hồ quang bằng khí nén à. Thì đó là một số cơ cấu để người ta dập hồ quang ở trong cái các cái khí cụ điện ha. Thì ví dụ như cái cầu dao ha, khi mình gạt cái cầu dao cái nó sẽ sinh ra cái tia hồ quang nó phóng ra ở trong cái khí cụ điện ha, trong cái cầu dao. Mấy em đóng các cái cầu dao mấy em sẽ thấy nó sẽ phóng cái tia lửa điện vào trong ha. Thì mình muốn mà dập được cái tia hồ quang nó nhanh á thì mấy em phải đóng các cái cầu dao thật là dứt khoát ha. Có nghĩa là mình dập cầu dao xuống thì mình dập dứt khoát à, hoặc đóng điện lại thì cũng đóng dứt khoát để à, nó làm cái khoảng cách của cái các tiếp điểm á, nó thay nó đóng cách thật nhanh ha, nó tăng nhanh cái khoảng cách thì nó mới dập đất tức đứt được cái tia hồ quang à. Đó là kéo dài hồ quang mình cơ khí ha. Khi mình gạt cái khí cụ điện mình gạt mạnh gạt nhanh nó ra thì nó đứt cái tia hồ quang đi à. Hoặc là chia nhỏ hồ quang, nó sẽ có cái buồng dập hồ quang, nó dùng các cái lá sắt nó chia các cái tia hồ quang đi để nó dập cái tia hồ quang ha. Hoặc là nó dùng từ trường thổi đứt cái hồ quang à. Tại vì hồ quang nó là cái dòng điện ha, dòng điện thì nó sẽ bị từ trường nó tác động à, thì dùng một cái từ trường mạnh à, tác động lên làm đứt cái tia hồ quang à, như một cái lực để nó làm thổi đứt cái tia hồ quang, hoặc là dùng khí nén à, đưa một cái luồng khí nén mạnh vào nó có thể thổi tắt cái tia hồ quang đi. Rồi một cái nội dung nữa à, liên quan trong cái khí cụ điện đó là cái 500 điện à. Thì cái 500 điện là bản chất nó chỉ là một cái cuộn dây à, cuộn dây đồng, người ta cho dòng điện chạy qua thì nó biến thành cái 500 vậy thôi.
cái 500 vĩnh cửu thì mình biết rồi ha, cái cục 500 nó có từ trường ha, nó hít được kim, hít được sắt thép ha. Thì cái 500 điện nó tương tự, nhưng mà khi nào mình cấp dòng điện vào thì nó mới mới có từ trường ha. Một cái cuộn dây nó quấn trên một cái lõi sắt ha. Rồi sau đó mình cấp dòng điện vô thì cái lõi sắt này nó sẽ biến thành như một cái 500 ha. Nhưng mà khi mình cắt điện cuộn dây đi thì cái từ trường của cái lõi sắt này nó cũng mất đi theo ha. Rồi, thì cái 500 điện nó ứng dụng rất nhiều trong kỹ thuật ha. Ví dụ như là ứng dụng làm các cái đệm từ trường cho các cái tàu điện mà tàu cao tốc đó, nó chạy ha, thì người ta dùng cái đệm từ trường này, cái hình bên trái này ha, có nghĩa là nó có cái hệ thống từ trường bên dưới để nó nâng cái con tàu cách lên khỏi mặt đất để nó khỏi bị ma sát với cái đường ray ha. Thì lúc này con tàu nó chạy giống như nó lơ lửng cách cái đường ray một khoảng nhỏ xíu ha, để nó khỏi bị ma sát lên trên đường ray, thì nó gọi là tàu mà chạy trên đệm từ trường ha. Thì các cái tàu cao tốc ở các cái nước phát triển ha, nó chạy tốc độ rất là cao ha. Nhờ nó cách một khoảng so với đường ray ha, nó có bị ma sát ha. Rồi. Hoặc là các 500 điện ứng dụng ở trong các cái thiết bị để nâng hạ ha. Ví dụ người ta cần nâng các cái khối sắt thép phế liệu gì đó ha. Thì người ta cái cần cẩu nó sẽ gắn một cái 500 điện. Khi nào mình cần nâng cái vật liệu lên thì mình cho dòng điện chạy qua, thì cái 500 điện nó sẽ hoạt động và nó hút các cái vật liệu cần cẩu ha. Rồi sau đó thì mình đưa nó tới vị trí mình cần nhả thả cái vật liệu này xuống, thì mình sẽ triệt tiêu cái từ trường trong cái 500 điện này ha. Mình cắt điện đồng thời mình có thể đảo ngược một tí để nó triệt tiêu cái từ trường này ha. Thì nó sẽ nhả các cái khối vật liệu này ra. Đó là cái ứng dụng của 500 điện ở một số cái thiết bị bên ngoài. Trong khí cụ điện nó cũng sẽ có cái ứng dụng 500 điện ha. Ở đây nói đơn giản, cái 500 điện nó chỉ là một cái loại sắt ha. Ví dụ cái đinh này là một cái loại sắt, và mình quấn một cái cuộn dây lồng lên đó ha. Rồi mình cho dòng điện chạy qua, thì cái loại sắt này nó sẽ biến thành cái 500 ha. Do tác động của từ trường, do cái cuộn dây này sinh ra này ha, nó làm cái lõi sắt này bị từ hóa, nó thành cái 500 điện. Đó, nguyên lý đến 500 điện nó đơn giản ha. Thì trong khí cụ điện, cái 500 điện này ứng dụng rất là nhiều những em. À, cái 500 điện ứng dụng rất nhiều trong khí cụ điện ha. Thì ví dụ ở đây mình có một cái tiếp điểm ha. Tiếp điểm ở trên này nó đang đóng, ở dưới đang thở ha. Dòng điện bình thường nó đang chạy ở nhánh ở trên này, chạy qua. Cái tiếp điểm là dòng điện nó chạy theo nhánh ở trên. Bây giờ nếu mình muốn đổi vị trí ha, cho dòng điện nó chạy xuống nhánh bên dưới ha, ngắt điện nhánh ở bên trên, thì mình sẽ dùng một cái 500 điện này. Cái mạch bên dưới này là cái 500 điện ha. Mình cấp dòng điện điều khiển cái mạch 500 điện này, thì nó sẽ từ trường của 500 nó sẽ tác động ha, nó hút cái tiếp điểm đổi vị trí. Thì thay vì mình phải nhấn trực tiếp vào cái chỗ tiếp điểm ha, thì mình sẽ điều khiển thông qua cái 500 điện này điều khiển thông qua cái 500 điện. Thì mục đích để cái việc điều khiển á, mình không cần phải tương tác trực tiếp vào cái tiếp điểm ở trên này ha. Tay mình không còn phải tương tác vào cái tiếp điểm trên này, là mình có thể điều khiển thông qua một cái mạch mạch khác. Mạch này là giả sử như cái mạch ở phía trên, mạch phía trên này dòng điện rất lớn ha, nếu mình điều khiển trực tiếp vào thì nó rất nguy hiểm ha. Còn cái mạch bên dưới này là cái dòng điện rất nhỏ, dòng điện này như cục pin thôi ha, thì nó không gây nguy hiểm ha. Thì đó là cái ứng dụng trong khí cụ điện ha, cái 500 điện nó sẽ sử dụng trong khí cụ điện như vậy. Rồi, một tiếp theo thầy muốn nói là các cái vật liệu mình sử dụng ở trong khí cụ điện. Thì đối với các cái khí cụ điện á, nó sử dụng một số các vật liệu như sau. Vật liệu điện là nói chung á, tất cả các vật liệu dùng trong các cái thiết bị ngành điện á, thì nó gọi vật liệu điện. Thì cái vật liệu điện nó sẽ phân làm nhiều loại. Thứ nhất là phân theo cái khả năng dẫn điện. Thì vật liệu điện nó sẽ có là điện môi, bán dẫn và vật dẫn, ba loại ha. Điện môi là những chất cách điện, ví dụ nhựa này, sứ này, thủy tinh này ha, đúng không? Nó gọi là điện môi, đó là chất dùng để cách điện ha.
Thứ hai là bán dẫn. Bán dẫn là những chất nó có khả năng dẫn điện và cũng có khả năng cách điện. Nó vừa dẫn điện được, vừa cách điện được, tùy vào cách mình sử dụng nó. Nó gọi là bán dẫn. Và vật liệu thứ ba nó gọi là vật dẫn. Vật dẫn là những vật dẫn điện, dẫn được dòng điện. Ví dụ như đồng, nhôm, sắt dùng trong mạch điện thì nó có các vật liệu đó. Rồi, thì đó là phân loại theo cái khả năng dẫn điện. Thứ hai là phân loại theo từ tính. Từ tính thì nó sẽ có vật liệu nghịch từ, vật liệu thuận từ và vật liệu dẫn từ. Nghịch từ là những vật liệu mà nó chống lại từ trường và nó không bị từ hóa, nó gọi là nghịch từ. Nghịch từ. Rồi, thuận từ. Thuận từ là những vật liệu mà như sắt từ nó dẫn từ rất tốt. Và chất dẫn từ thì cái loại này thì nó vừa vừa nó không có nghịch nhưng mà nó có thuận từ. Thực ra mình có thể gom nó chung cũng được thuận từ với dẫn từ thì có thể gom nó chung được Rồi vật liệu phân loại theo cái trạng thái thì nó có loại rắn, loại rỗng, loại khí thì trong khí cầu điện nó sẽ có nhiều loại vật liệu như vậy. Mình sẽ đi vào hai cái loại chính là vật liệu dẫn điện và vật liệu về tính chất về dẫn điện với lại tính về từ trường Rồi, thì đầu tiên là nói về vật liệu dẫn điện trước Thì vật liệu dẫn điện là những cái vật mà nó có khả năng dẫn điện. Thì đặc đến tính của các vật liệu này là trong trạng thái bình thường của nó thì bên trong nó có các cái điện tích tự do, các cái hạt mang điện tự do Ví dụ như kim loại thì bên trong nó có các cái electron tự do. Electron tự do nó có khả năng dẫn điện. Thì khi mình đặt lên một cái từ trường lên đó thì nó sẽ sinh ra cái dòng điện. Dòng điện sẽ chạy được trong vật liệu. Thì kim loại mình thì hạt mang điện tự do nó là electron các bạn. Còn một số các cái dung dịch dẫn điện thì cái dung môi mà dùng các cái dung dịch để dẫn điện thì nó có các hạt mang điện là các cái gọi là các cái ion các ion. Nhưng mà thường thì mình sử dụng vật liệu dẫn điện chủ yếu là kim loại Rồi, thì các vật liệu dẫn điện nó sẽ dùng chế tạo các cái tiếp điểm các tiếp điểm trong các cái cuộn điện hoặc là chế tạo các cái cuộn dây thì nó dùng vật liệu dẫn điện tại vì những cái chỗ này dòng điện nó sẽ chạy qua Rồi. Thì thường sử dụng kim loại hoặc hợp kim của đồng, của nhôm, của chì. Chì thì nó dùng ở trong như cầu chì chẳng hạn để ngắt điện nó bảo vệ cầu chì thì đứt dây chì để nó bảo vệ. Đồng, nhôm cũng sử dụng nhiều. Nhưng mà thường người ta sẽ sử dụng hợp kim nha em. Hợp kim của đồng các cái điện cực thì nó dùng hợp kim của đồng hoặc là của nhôm. Rồi, thì thứ hai cái loại vật liệu thứ hai là cái vật liệu cách điện. Thì vật liệu cách điện nó cũng có ý nghĩa rất là quan trọng Dẫn điện quan trọng rồi, nhưng mà cách điện cũng rất quan trọng. Tại vì các cái cụ điện của mình thì nó phải có cái lớp bảo vệ cách điện bên ngoài Và cách điện giữa các cái thành phần dẫn điện với nhau, nó cũng phải có cái chất để cách điện ở giữa Ví dụ mình cái cầu dao mình nó có 3 pha Thì giữa 3 pha này phải cách điện với nhau. Thì nó phải có cái vật liệu cách điện nó nằm ở giữa để nó ngăn cách 3 pha điện. Và đồng thời nó bảo vệ người sử dụng mình muốn điều khiển thì mình cũng phải gạt vào cái cần gạt thì nó phải là vật liệu cách điện. Rồi thì một số cái vật liệu cách điện ví dụ như là nhựa sứ thủy tinh rồi không khí chất khí cũng là chất cách điện thôi. Rồi, các vật liệu cách sử dụng ví dụ như là cái dầu trong máy biến áp nó cũng là một vật liệu cách điện. Máy biến áp dầu thì bên trong nó có chứa dầu cách điện Rồi. Tiếp theo nói về các cái vật liệu về tính chất dẫn từ thì đầu tiên nói về các vật liệu thuận từ trước Thuận từ là những cái vật liệu mà dưới tác động của từ trường thì nó có thể bị từ hóa ví dụ như là sắt này, coban này, niken rồi gadoli một số cái kim loại nó có tính chất gọi là thuận từ thì khi mà có cái từ trường đặt lên trên nó thì nó sẽ sinh ra
cái từ trường, gọi là giống như nó khuếch đại cái từ trường lên vậy ha em. Nó khuếch đại từ trường lên, nó gọi là vật liệu thuận từ. Cái lõi sắt bình thường á, mình quấn cuộn dây đồng lên và mình cho dòng điện chạy qua cuộn dây thì nó sẽ sinh ra, nó tạo thành cái 500 điện nè. Còn nếu mà mấy em lấy một cái cuộn dây bình thường á, mấy em cho dòng điện chạy qua thì cái từ trường của cuộn dây đó nó không có mạnh bằng cái lõi sắt mà có quấn cuộn dây đó. Có thêm cái lõi sắt vô thì cái từ trường nó sẽ được khuếch đại lên nè. Thì những cái vật liệu như vậy nó gọi là vật liệu thuận từ. Nó tăng cường cái từ trường đạt lên đó. Rồi, thì các cái vật liệu thuận từ này dùng để chế tạo các mạch từ ở trong các cái thiết bị ví dụ như contactor, relay điện từ, à không qua. Thì lát nữa thầy sẽ giới thiệu sơ bộ các cái thiết bị này. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ đi vào toàn lược một số cái thiết bị, một số cái thiết cụ điện á. Thì ở đây thầy chỉ giới thiệu sơ bộ cho mình các thiết bị này chứ không có đi sâu á, không có đi sâu vào cái thiết cụ điện là gì. Rồi thì đầu tiên cái khiếu điện đầu tiên là cái công tắc trước. Công tắc này chắc mình cũng biết rồi ha, nhiều ha. Công tắc để nên bật tắt cái bóng đèn, bật tắt cái quạt chẳng hạn ha. Thì công tắc này nó có nhiều dạng ha em, nhìn trên hình thì rất là nhiều dạng ha. Các loại công tắc sử dụng phổ biến ở nhà ha. Rồi một số cái dạng công tắc gạt ha, công tắc gạt, công tắc xoay ha. Rồi công tắc hành trình ha. Thì sau này dần dần nếu mình tiếp xúc mình sẽ biết các cái loại công tắc. Đây thì giới thiệu sơ bộ thôi. Rồi. Thì công tắc cấu tạo nó rất là đơn giản ha. Thì nó có trong bên trong cái công tắc nó sẽ có một tiếp điểm động và tiếp điểm tĩnh. Được làm bằng vật liệu dẫn điện. Rồi, thì khi mà hai cái tiếp điểm này nó tiếp xúc với nhau thì nó cho dòng điện chạy qua. Khi hai tiếp điểm này nó cách ly ra, nó hở mạch thì dòng điện nó sẽ bị ngắt vậy thôi. Nguyên lý đơn giản ha, khi tiếp điểm động và tiếp điểm tĩnh tiếp xúc với nhau thì công tắc cho dòng điện đi qua, ngược lại khi chúng tách ra thì công tắc hở mạch, dòng điện không qua được. Trong công tắc nó sẽ có tiếp điểm động và tiếp điểm tĩnh nha em. Cái chỗ màu đỏ này ha, nó sẽ có tiếp điểm động và tiếp điểm tĩnh làm bằng vật liệu dẫn điện, thường là bằng đồng ha, hợp kim của đồng chứ không phải là nguyên chất nha em. Thì thường cái hợp kim mà làm tiếp điểm này thì nó sẽ bằng đồng, nó pha với một số cái kim loại mà chịu nhiệt, ví dụ như là niken ha. Nói chung ghi chép thì mấy em thấy phần nào quan trọng có thể ghi ha, ví dụ như cái cấu tạo mình có thể ghi ha. Nếu ghi không kịp thì mấy em coi lại video ghi nha em. Ví dụ như mình ghi đơn giản ha, cấu tạo thì công tắc thì nó gồm có vỏ, tiếp điểm động, tĩnh. Được làm vật liệu nhận điện. Rồi, nguyên lý. Nguyên lý thì khi hai tiếp điểm này nó tiếp xúc nhau thì công tắc cho dòng điện đi qua. Ngược lại thì khi hai tiếp điểm nó hở ra thì công tắc nó ngắt dòng điện. Đơn giản ha. Thì công tắc thì vẽ đơn giản nó như thế này nè. Nó sẽ có một tiếp điểm gọi là tiếp điểm động. Đây, ví dụ như đây là tiếp điểm động ha. Và một tiếp điểm này gọi là tiếp điểm tĩnh. Bây giờ mình thường vẽ công tắc như vậy đúng không em? Đó. Thì khi mà tiếp điểm động này, động là cái này ha, cái động là cái phía trên này ha. Đó, tiếp điểm động này mà nó tiếp xúc xuống dưới đây, tiếp xúc xuống dưới thì nó dẫn dòng điện chạy qua. Còn khi mà tiếp điểm động mà nó hở ra thì nó ngắt dòng điện, đơn giản vậy thôi. Cấu tạo và mình có thể ghi theo ý mình hiểu cũng được ha. Cấu tạo nó rất là đơn giản. Rồi. Đây, hình ảnh một số công tắc này ha. Rất nhiều loại. Chỉ công tắc hành trình nó cũng vậy không em. Thì công tắc hành trình là một cái công tắc nhưng mà nó không phải dùng để cho người điều khiển bấm vào, mà nó dùng để cho giới hạn cái hành trình di chuyển của một số cái cơ cấu ha. Cơ cấu chuyển động nào đó, nó chuyển động tới nó chạm vô công tắc thì nó ngắt mạch hay là làm gì đó ha, nó sẽ có điều khiển cái gì đó thì nó gọi là công tắc hành trình. Rồi công tắc xoay ha, các loại công tắc xoay để chuyển mạch. Rồi nói nhanh vậy thôi. Đây ký hiệu công tắc thì nó thường nó sẽ có ký hiệu, một số các cái ký hiệu công tắc này ha. Nó là một cái tiếp điểm ha, có thể đóng và mở. Đóng vào thì dòng điện chạy qua, thở ra thì dòng điện bị ngắt vậy thôi. Rồi, này đi nhanh cũng có gì. Rồi cái quan trọng em cần nhớ đây,
Rồi, ở đó là cái các cái thông số định mức. Thì khi mình sử dụng công tắc thì mình phải lưu ý tới các thông số định mức này. Đối với công tắc nó sẽ có U định mức và Y định mức, có nghĩa là điện áp và dòng điện cho phép sử dụng đối với công tắc. Rồi, thì khi mình vận hành thì mình phải chọn cái công tắc cho nó phù hợp. Thì đối với bài tập, nếu phần khí cụ điện này có bài tập thì nó sẽ yêu cầu mình lựa chọn các khí cụ điện. Thì ví dụ giả sử bài tập yêu cầu lựa chọn công tắc, người ta cho một cái mạch gì đó, ví dụ bóng đèn công suất bao nhiêu đó, rồi điện áp định mức bao nhiêu đó, thì yêu cầu mình tính dòng điện định mức của đèn nhà. Thì sau khi tính được dòng định mức của đèn rồi thì yêu cầu chọn cái công tắc nhà. Thì cái công tắc mình chọn nó phải đảm bảo là gì, cái dòng định mức của đèn á nó chạy qua công tắc, nó không có làm hư hỏng cái công tắc này. Thì thường thì khi chọn thì mình phải đảm bảo hai yếu tố đối với các khí cụ điện công tắc cũng như các khí cụ điện khác. Thì thông thường khi lựa chọn mình phải đảm bảo hai cái yếu tố là Y định mức và U định mức. Lưu ý giùm thầy nha, chỗ này quan trọng này, chỗ này quan trọng nha em, cái chỗ này là phải ghi để mình làm bài tập á. Thì mình muốn chọn được cái công tắc phù hợp á thì mình phải đảm bảo thứ nhất Y định mức của công tắc, dòng điện định mức của công tắc phải lớn hơn Y tính toán. Y tính toán này là dòng điện tính toán cho cái phụ tải của mình á. Ví dụ mình có 100 cái bóng đèn thì mình tính ra được dòng điện Y tính toán là dòng điện qua 100 bóng đèn đó là bao nhiêu ampe. Rồi, thì nếu muốn điều khiển 100 bóng đèn này thì cái dòng của 100 bóng đèn Y tính toán này nó phải nhỏ hơn Y định mức của công tắc. Ví dụ cái công tắc mình dòng định mức là 10 ampe. Dòng định mức công tắc là 10 ampe, nhưng mà Y tính toán mình tính ra là 15 ampe chẳng hạn. 100 bóng đèn dòng tới 15 ampe thì mình không thể sử dụng cái công tắc 10 ampe cho cái dòng điện 100 dòng điện 15 ampe của đèn được. Thì mình phải chọn cái công tắc khác. Đó là cái điều kiện thứ nhất là dòng điện thì dòng định mức công tắc phải lớn hơn dòng của dòng tính toán, dòng của tải. Y tính toán này là dòng điện qua tải. Nhớ nhá. Ví dụ cái đèn mình tính ra dòng nó là 15 ampe mà cái công tắc có 10 ampe thì không được. Phải đảm bảo công tắc dòng nó phải lớn hơn y tính toán. Ví dụ y tính toán 15 ampe thì phải chọn cái công tắc nào có dòng 20 ampe trở lên. Hoặc lớn hơn 15, ít nhất phải lớn hơn 15 bằng 15 cũng được. Nhưng mà thường thì chọn lớn hơn một tí. Rồi, U định mức cũng tương tự. Ví dụ cái công tắc của mình U định mức nó là 110 ampe thì không được sử dụng ở trong cái màn điện 220 ampe. Ví dụ màn điện mình 220 ampe mà mình xác cái công tắc định mức 110 ampe thì đưa vào thì không sử dụng, không được Nó sẽ nhát là nhanh hỏng. Rồi, thì đó là cái yêu cầu khi lựa chọn các cái khí cụ điện. Nói chung và ở đây là nói riêng là cái công tắc thì Y định mức của công tắc phải lớn hơn Y tính toán, U định mức công tắc lớn hơn U nguồn. Đó là cái yêu cầu cơ bản Rồi, thì đó cách lựa chọn công tắc nha em. Bài tập thì mình đối với phần khí cụ điện này sẽ là lựa chọn các khí cụ điện người ta cho mình cái tải. Yêu cầu chọn cái công tắc cho cái tải đó chẳng hạn, thì mình phải chọn được theo cái yêu cầu này. Rồi, thì thông thường công tắc nó sẽ có các cái định mức dòng điện như thế này, công tắc 5 ampe này, 10 ampe, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 100. Công tắc rồi cầu dao, cầu dao nó cũng là một dạng công tắc nha em, cái cầu dao á, cầu dao nó cũng dạng công tắc, switch trong tiếng Anh nó gọi là switch . Switch là công tắc hoặc là cái cầu dao. Thì các cầu dao thì cái dòng nó sẽ lớn hơn các cái công tắc nhựa bình thường của mình . Rồi, thì đây là các cái định mức của công tắc của cầu dao . Rồi, cái loại thứ hai là cái nút nhấn. Nút nhấn thì nó cũng là cái khí cụ điện đóng cách giống như cái cầu dao . Giống như cái công tắc. Nhưng mà nút nhấn cái đặc tính nó hơi khác so với công tắc một tí. Thì về cấu tạo thì nó tương tự thôi, nó cũng là có vỏ, có tiếp điểm động và tĩnh làm bằng vật liệu dẫn điện. Nhưng mà đối với nút nhấn thì nó sẽ có cái hệ thống là sao? Khi mình nhấn vào thì nó cái tiếp điểm của nút nhấn nó tác động, nhưng mà sau đó cái là sao nó sẽ đẩy tiếp điểm về lại vị trí ban đầu. Khi mình buông tay ra thì cái nút nhấn nó sẽ nhả ra. Cái công tắc thì mình nhấn này nó giữ lại, nhưng mà cái nút nhấn thì mình nhấn xong mình buông tay là nó nhả ra chẳng hạn. Nút nhấn nó hơi khác tí. Rồi, thì nguyên lý hoạt động tương tự công tắc Khi tác động nút nhấn thì tiếp điểm chuyển trạng thái. Tiếp điểm
thường đóng nó sẽ mở ra, tiếng điểm thường mở nó sẽ đóng lại. Rồi thì thầy nói luôn tiếp điểm thường đóng là gì, thường mở là gì ha. Tiếp điểm thường đóng là cái tiếp điểm mà bình thường, cái tiếp điểm này nó đóng lại. Tiếp điểm thường đóng là lúc bình thường nó sẽ đóng lại ha. Ký hiệu của tiếp điểm thường đóng như thế này. Thì bình thường á, cái tiếp điểm này nó cho dòng điện chạy qua. Người ta vẽ ký hiệu như này là nó nối liền như thế này này. Thì bình thường dòng điện nó sẽ chạy qua được. À, khi nào mình tác động vào thì chỗ này nó sẽ bị hở ra. À, khi mình nhắn vô thì chỗ này nhắn vô thì mấy em tưởng tượng ha, mình nhắn xuống thì chỗ này nó sẽ bị cái này nó mở ra, nó ngắt dòng điện. À, còn tiếp điểm thường mở thì bình thường tiếp điểm này nó hở ra như này. À, nó hở ra như này. Thì khi nào mà mình tác động ha, mình nhắn xuống, nhắn vào thì cái chỗ này nó sẽ đóng lại, nó dẫn dòng điện chạy qua. À, thì nó gọi là tiếp điểm thường mở. Thường mở thì bình thường nó mở, nhắn vô thì nó đóng lại. À, còn thường đóng thì bình thường nó đóng, dòng điện nó chạy qua, nhắn vô thì nó hở mặt, à, nó tắt, ngắt dòng điện. Rồi, thì tiếp điểm của các cái nút nhắn này thì khi mà mình buông tay ra thì nó sẽ có là sao nó chuyển cái tiếp điểm về lại vị trí ban đầu ha. Rồi, phân loại nút nhấn đơn, nút nhấn kép. Thôi cái này thì thầy rút nhanh đi. Đây, đây một số hình ảnh của các cái nút nhấn này. À, nút nhấn này đặc trưng là nhấn vào thì nó tác động, nhưng mà sau đó mình buông tay ra là nó nhả ra ha em. Rồi, phân loại đi nha. Rồi, về cái lựa chọn tương tự như cái công tắc. À, thì cái nút nhấn, khi lựa chọn có cái nút nhấn thì mình cũng phải yêu cầu đảm bảo yêu cầu U định mức và Y định mức. Giống như của công tắc nha em, giống như của công tắc. À, nút nhắn thì định mức dòng điện nó thường ở dưới 6 ampe nha. Nút nhắn dòng điện định mức nó nhỏ, à, dưới 6 ampe. Còn U, còn cách lựa chọn thì đảm bảo là gì? U định mức nó sẽ nhỏ hơn U lưới điện. Y định mức nó nhỏ hơn Y tính toán, Y của tải. À, rồi, đây, ký hiệu của nút nhắn này ha. Nút nhắn thì thường mở là cái hình bên trái này, thường mở thì mình thấy chỗ này nó hở mặt này ha, khi nào nhắn vô thì nó đóng lại. Còn bên phải này là thường đóng, thường đóng thì bình thường chỗ này dòng điện nó chạy qua được, khi nào nhắn vô thì nó bị hở ra. À, nhưng mà khi mình buông tay thì nó tự động nó về lại chỗ cũ ha. Buông tay là nó tự bên thường mở là nó tự nó mở ra là như cũ, thường đóng thì nó tự nó đóng về lại. À, còn nút nhắn kép bên phải là nút nhắn kép ha. Nút nhắn kép là nó gồm cả hai tiếp điểm, một thường đóng một thường mở, nó ghép với nhau. À, thì khi nhắn vào á, nhắn vào nút nhắn kép thì thường mở nó sẽ đóng lại, thường đóng thì nó sẽ bị mở ra. À, nó gọi là nút nhắn kép. Rồi, cầu dao thì cầu dao nó cũng tương tự cái công tắc thôi nha em. Cầu dao thì khi nó cũng có tiếp điểm động và tiếp điểm tĩnh ha. Đây, tiếp điểm động là cái lưỡi dao này. À, tiếp điểm chỉnh là cái tiếp điểm tĩnh là cái ngàm. À, ngàm kẹp này, khi nào cái lưỡi dao này mà dập vào trong cái da ngàm này thì dòng điện nó chạy qua được. Khi nào cái cầu dao, cái lưỡi dao này nó mở ra, à, nó cách ly ra khỏi cái tiếp điểm tĩnh thì ngắt dòng điện, vậy thôi. Nguyên tắc của nút nhấn, cầu dao với công tắc nó cũng như nhau thôi. Đây, đây là hình ảnh cái cầu dao ha. Cầu dao này là cầu dao hai vị trí ha. Nó có hai vị trí gạt bên trái hoặc là gạt bên phải ha. Nó sẽ nối điện vào bên phía tương ứng. Cầu dao này là cái cầu dao một vị trí này ha. Một tiếp điểm động, một tiếp điểm tĩnh ha. Đây, cái cầu dao này ha. Rồi, thì về cấu tạo nó tương tự cái công tắc thôi. Nó cũng sẽ gồm có một tiếp điểm động, tiếp điểm tĩnh. À, khi nào nó tiếp xúc nhau thì dòng điện nó chạy qua được. Khi nào nó cách ly ra thì dòng điện nó ngắt. Cái cầu dao thì cái phần động nó gọi là cái lưỡi dao. Cầu dao thì phần động nó gọi là cái lưỡi dao ha. Lưỡi dao là cái phần này ha. Phần động gọi là lưỡi dao. Còn cái phần tĩnh này gọi là cái ngàm, ngàm kẹp ha. Tiếp điểm tĩnh là cái ngàm kẹp, kẹp cái lưỡi dao lại. À, rồi, đi nhanh thôi. Rồi, khi lựa chọn cầu dao cũng vậy nha em. Cái cầu dao thì khi lựa chọn nó cũng đảm bảo là gì? Y định mức lớn hơn Y tính toán,
ưu định mức lớn hơn ưu nguồn. Được không? Rất đơn giản ha. Rồi, sẵn đây có cái ví dụ nè. Thì giống như công tắc nha, vào giao công tắc nút nhấn mình có thể chọn cái ví dụ này mình có thể dùng cho cả ba cái thiết bị ha. Rồi, thì giả sử có một cái cầu giao ha, cho cái hộ gia đình công suất là 4 kW. 4 kW là công suất điện của cái hộ gia đình đó ha. Rồi, nguồn điện là 220V. Hệ số công suất cốt phi là 0,85. Hệ số đồng thời là 0,8. À, thì cái hệ số đồng thời này là ý là những cái thiết bị trong nhà có bật lên đồng thời với nhau hay không? À, thì ví dụ nha. Ví dụ nhà mình có 4 kW này, nó gồm có 4 thiết bị. Thì nó đơn giản, nó có 4 thiết bị thôi. Mỗi thiết bị là 1 kW. Thì ví dụ mỗi thiết bị là 1 kW. À, ví dụ mình có một cái tủ lạnh là 1 kW. Một cái máy giặt là 1 kW. Một cái tivi 1 kW. Thì ví dụ thôi nha. Rồi một cái máy lạnh, à, cái tủ lạnh, rồi xong cái máy lạnh là 1 kW. Thì nếu căn hộ này, nếu cái nhà này mà bật hết 4 cái thiết bị lên cùng một lúc, có nghĩa là tổng công suất sử dụng của nhà đã lúc đó là 4 kW, đúng không em? À, nhưng thông thường á, không phải lúc nào cái gia đình mình cũng bật hết tất cả thiết bị lên được. À, không phải lúc nào cả nhà bật hết tất cả thiết bị trong nhà được. À, thì 4 kW này là tổng công suất các thiết bị bật lên hết. Nhưng mà trong thực tế, ví dụ mình có 10 thiết bị, mình chỉ bật 8 cái thôi. Thì cái hệ số đồng thời này là gọi là 0,8. Có nghĩa là 10 cái mình bật 8 cái. À, thì hệ số đồng thời nó là 0,8, đúng không em? Chỉ có 8 cái đang bật cùng một lúc thôi. Trên tổng số thiết bị là 10. À, thì cái công suất của mình nó cũng sẽ giảm tương ứng. À, đáng lẽ là 4 kW thì mình bật có 8 thiết bị thôi chứ không bật hết 10 ha. À, thì nói đơn giản 4 kW này là 4 thiết bị. Hồi nãy thầy nói ví dụ là 4 thiết bị á. Bây giờ nếu mình chỉ bật 3 thiết bị thôi, còn một thiết bị nó được nghỉ, thì hệ số đồng thời nó tương ứng là 0,8 này. Đúng không? 4 cái. Mình không phải 0,8, 0,75 thôi. À, 4 cái, 4 kW. Bây giờ mình xài có 3 kW thôi. 3 cái là còn 3 cái đang chạy, còn một cái nghỉ. Một cái đang tắt ha. Thì mình chỉ xài có 3 kW thôi. Thì hệ số đồng thời của mình lúc này là 0,75. À, 3/4. 3 thiết bị trên tổng số 4 thiết bị ha. Thì ở nhà mình thì nó có tới cả mấy chục thiết bị ha. Thì hệ số đồng thời 0,8 có nghĩa là 80% trong số các thiết bị nó bật cùng lúc mà. Rồi. Để mình hiểu cái ý nghĩa của con số này. Còn các cái thông số khác, dù hệ số công suất, điện áp, điện mức rồi thì mình biết rồi ha. À, cái này không có giải rồi, thầy nói đơn giản cách giải luôn các em. À, thì đầu tiên mình sẽ tính dòng điện trước. Tính dòng điện tải. Thì dòng điện tải y tính toán. Y nó sẽ bằng gì? À, y tính toán. Y tính toán nó sẽ bằng công suất B. B ha, B là công suất 4 kW này. 4 kW này là B này ha. Này là B này. Rồi, 4 kW này nhân với hệ số đồng thời. 4 kW nhưng mà mình không có sử dụng hết toàn bộ thiết bị đâu ha, thì mình nhân với hệ số đồng thời là 0,8. À, 0,8 ha. Thì đó là cái công suất tiêu thụ của trung bình của cái nhà đó. À, rồi, công suất mà chia cho điện áp U định mức của mình là 220 ha. Chia U là 220, thì ghi 220 luôn. U của mình là 220. À, rồi, hệ số công suất cos phi. B thì bằng UI cos phi ha. Vậy thì Y nó sẽ bằng B chia cho U nhân cos phi. Nhân cho cos phi là 0,85. Thì lúc này mình sẽ tính ra được cái Y tính toán. À, y tính toán 4 kW ha, nhân 0,8 chia cho 220, à, chia 0,85. À, thì mình tính ra ví dụ là tính ra nó là 20 A, thì ví dụ thôi nha. À, thì tính ra ví dụ là 20 ha. Ví dụ là 20 A. Rồi. Thì yêu cầu chọn cái cầu giao, thì mình sẽ chọn cái cầu giao sao cho thứ nhất là điện áp của cầu giao phải lớn hơn 220. Có nghĩa là điện áp cầu giao nó phải lớn hơn 220 ha. Có nghĩa là mình phải chọn cầu giao, ví dụ như cầu giao nó có định mức là 250V chẳng hạn.
mình chọn cầu dao 250V chẳng hạn. Bằng cũng được ha, chọn 220 cũng được. Nhưng mà thường thì cầu dao định mức nó là 250 nha em. Rồi, y này ví dụ như là 20A. 20A ha. Thì mình chọn cái cầu dao nó có y định mức là 20A hoặc có thể chọn lớn hơn, ví dụ 25A. Thường thường mình sẽ chọn dôi lên một tí ha em. Lớn hơn tí. Còn nếu mà không có thì mình chọn bằng cũng được ha. Bằng cũng được. Nhưng mà nếu mà khi mà hệ thống tải mình nó tăng lên ha, ví dụ quá tải chẳng hạn. Hệ thống tải nó tăng lên thì có thể cái cầu dao nó cũng sẽ bị ảnh hưởng ha, có thể nó sẽ mau hơn. Nên thường mình sẽ chọn nó hơi dôi lên một tí ha. Còn chọn bằng cũng được ha. Rồi thì đó là cách lựa chọn cái cục điện ha, rất là đơn giản thôi em. Mình chỉ cần tính dòng điện của tải ha, rồi sau đó chọn cái cục điện sao cho dòng nó lớn hơn cái dòng tải là được. Điện áp nó lớn hơn cái điện áp lưới điện ha, điện áp nguồn là được. Được không? À. Thì cái bài toán mà tính toán cái cục điện nó tương đối là dễ ha, tương đối là dễ. Rồi, có một số bài nữa ha. Ví dụ như cái động cơ chẳng hạn. Thay vì cái nhà thì bây giờ cho cái động cơ ha, yêu cầu tính dòng điện ha. Mình cũng chọn tương tự. Rồi cái bộ đèn chẳng hạn. À, bộ đèn nó có 10 bóng rồi công suất như thế nào, có phi như nào đó, mình cũng tính dòng điện. Cái này mấy em tự làm nha, tương tự như nãy thôi. Mình sẽ tính dòng điện ha. Mấy em coi lại video rồi mấy em giải nha, coi lại cái đề gì vậy. Mình tính dòng điện của cái 10 bộ đèn này bao nhiêu ha. Rồi mình chọn cái cầu dao điều khiển thì phải dòng nó phải lớn hơn dòng tổng của 10 bộ đèn ha. 10 cái quạt cũng vậy ha, tương tự. Rồi. Một cái cầu điện nữa là cái cầu chì ha. Thì cái cầu chì thì chức năng nó là để bảo vệ cái mạch điện ha. Thì nó có rất nhiều loại ha, hình dạng nó đây ha. Rất nhiều. Thì cầu chì này dùng khi mà cái có sự cố thì cái cầu chì nó sẽ đơn giản, cầu chì nó sẽ đứt để nó bảo vệ cái mạch điện thôi. Có thể cái khái niệm đơn giản là cái cụ điện bảo vệ quá tải ngắn mạch cho mạch điện dựa vào sự nóng chảy của dây chì. Thì khi mà dòng điện trong mạch điện nó tăng lên cao vượt quá cái định mức thì cái dây chì này nó sẽ đứt ha, đứt dây chì, ngắt dòng điện. Thì đối với cầu chì thì cái lựa chọn cầu chì nó tương đối là phức tạp ha. Nên thầy cũng không có đưa ra đây. Cái môn cái cụ điện thì nó sâu hơn thì nó mới tính toán lựa chọn cầu chì ha. Còn ở đây thầy lướt nhanh thôi, anh nói sơ cái nguyên lý cái cầu chì đi rồi. Một cái cụ điện nữa là cái CB. Cái CB ha em. Thì cái CB là cái gọi còn gọi là cái automat nè, hoặc là gọi là cái cầu dao tự động. Tên tiếng Việt mà chuẩn của nó thì gọi là máy cắt hả, máy cắt hả. Máy cắt là cái máy dùng để cắt dòng điện á, đóng cắt dòng điện á. Hả là điện áp thấp á, điện mạng điện mình sử dụng 220V gọi là hả á, hoặc là mạng điện công nghiệp 380V nó gọi là hả, dưới 1000V thì gọi là điện áp, gọi là điện hả á. Rồi thì cái CB á, chức năng nó có thể là vừa bảo vệ quá tải ngắn mạch, rồi đồng thời nó có tác dụng là đóng cắt mạch điện. Thì chức năng nó vừa kết hợp giữa cái công tắc với lại cái cầu chì ha. Công tắc thì có chức năng đóng cắt mạch điện, thì cái CB nó cũng có chức năng đóng cắt mạch điện ha. Đồng thời nó có chức năng bảo vệ quá tải và ngắn mạch giống như cái cầu chì ha. Rồi. Rồi thì cái cấu tạo nó cũng tương đối là phức tạp ha. Đây cái hình ảnh bên trong cái CB này ha. Thì trong này nó sẽ gồm có cái một số cái bộ phận chính, ví dụ cái cần gạt. Cần gạt là cái tay điều khiển mình gạt ở ngoài cái CB này ha. Ở trên lớp thì mình bật tắt điện, ở trên lớp mình bật cái CB này để gạt cái cần gạt này ha. Rồi, bộ phận tác động là cái phần cơ cấu bên trong này nó sẽ là cái phần liên động ha. Gạt cái cần gạt thì nó sẽ điều khiển cái cơ cấu truyền động này để nó điều khiển các tiếp điểm bên trong. Rồi, số 3 là tiếp điểm này. Ha. Một tiếp điểm động, tiếp điểm tĩnh, hai cái này nó chạm nhau thì dòng điện nó chạy qua. Hai cái này hở ra thì ngắt điện, vậy thôi. Rồi, cực nối, số 4 là cực nối, đây, trên này ở dưới này. Thì mình đấu dây điện vào cái CB cho nó dòng điện chạy qua thì mình sẽ đấu vào ở trên và dưới này. Dòng điện chạy vào ở trên ra ở dưới. Rồi, lượng kim,
À, số 5 là lưỡng kim. Lưỡng kim là một cái thanh, hai cái kim loại phải ghép với nhau ha. Khi mà dòng điện chạy qua cái thanh lưỡng kim này mà tăng cao ha, thì cái thanh lưỡng kim này nó sẽ nóng lên, nó nóng lên và nó tác động vào tiếp điểm. À, nó sẽ làm nhả cái tiếp điểm ra để ngắt điện. Thì khi có sự cố quá tải thì dòng điện tăng cao thì cái thanh lưỡng kim nó sẽ nóng lên và nó ngắt điện ha. Rồi, số 6 là vít cân chỉnh, chỉnh độ nhạy của cái thanh lưỡng kim ha. Số 7 là cái cuộn hút đây. Cuộn hút này là cái 500 điện ha. Thì khi mà dòng điện mà tăng cao trong mạch á, khi mà ngắn mạch ha, khi ngắn mạch dòng điện tăng cao một cách đột ngột, tăng một cách đột ngột nha mày. Còn cái thanh lưỡng kim này là dòng điện tăng lên từ từ ha. Nó nóng lên từ từ, cái thanh lưỡng kim nóng thì nó tác động. Còn cái khi mà dòng điện tăng một cách đột ngột á, thì cái cuộn hút này nó sẽ tác động ha. Cuộn hút này nó là một cái 500 ha. Khi dòng điện tăng đột ngột thì cái từ trường trong cuộn hút này nó cũng tăng lên đột ngột. Từ trường này tăng cao thì nó sẽ tác động, nó hút cái tiếp điểm nhả ra vậy thôi. Rồi số 8 gọi là buồng dập hồ quang. Trong này nó có các cái lá sắt để nó ngắt cái tia hồ quang ha. Đó là cái cấu tạo. Rồi, nói đơn giản cho nó nhanh nữa. CB thì nó có MCB. MCB là những cái CB test như thế này, nó gọi là MCB ha. Thì dòng điện định mức của những MCB này dưới 100 A không em, từ 0 tới 100 A. Dòng định mức nó nhỏ. Loại thứ hai là loại MCCB. MCCB là cái CB mà nó nguyên khối như này, một khối lớn như này, đúc nguyên khối ha. CB này là CB test nha. À, một khối lớn nhưng mà nó gồm có nhiều cái test nó ghép lại với em thấy ha. Thì cái này gọi là MCB, CB cỡ nhỏ ha, dòng điện nhỏ. Còn MCCB là nó đúc nguyên khối như này. À, nguyên khối lớn như này. Thì MCCB là dòng định mức tới 1000 A rồi. À, 1000 A. Rồi, cái loại lớn hơn nữa nó gọi là ICB. ICB là viết tắt là Air Circuit Breaker, là gọi là máy cắt không khí. À, thì ICB này dòng nó lớn hơn nhiều nữa. Dòng nó có thể lên tới 6000, hơn 6000 A. À, dòng rất lớn. Đây, đây là cái ICB nè. Thì đối với CB á, mấy em chọn cho thầy thì cũng chọn hai cái thông số chính cho thầy thôi. U định mức của CB lớn hơn U tải à, hay U tính toán á. À, U định mức CB lớn hơn U của lưới điện, U mạng là U lưới điện ha. Rồi dòng định mức CB thì lớn hơn dòng làm việc mắc, là dòng điện lớn nhất của tải á. À, cũng là dòng y tính toán ha, y tính toán luôn nha em. Đơn giản ha, mấy cái ưu điện mình đều chọn như vậy nha mấy em, đều chọn như, theo cái u và cái y ha. À, tiếp theo là nói về một cái khí cụ điện nữa là cái cái CB chống giật. CB chống giật còn gọi là cái RCD ha, thiết bị chống giật. Thì cái CB này ở các cái nơi mà nó cần bảo vệ ha, chống bị điện giật thì nó sẽ có ha. Thường thường bây giờ thì nó rẻ, hồi xưa nó mắc, chứ bây giờ thì các thiết bị này nó rẻ ha. Nó sẽ được gắn chung với chỗ với cái CB CB nguồn ha. Rồi thì thiết bị này nó còn gọi là thiết bị chống dòng rò, chống dòng rò. Nó chống giật điện trong cái trường hợp là dòng điện nó rò ra khỏi mạch và nó truyền qua người ha. Người chạm vào cái điểm nào đó, dòng điện chạy qua người và nó truyền xuống đất, người tiếp xúc với đất ha, đến trên đất chạm vô nguồn điện thì dòng điện nó chạy qua người ha, nó rò ra khỏi cái lưới điện thì nó sẽ phát hiện, cái CB này sẽ phát hiện và nó ngắt ngắt điện. Rồi còn ngoài cái cơ chế thì mấy em chịu khó tìm hiểu ha, ở đây có nhưng mà nó tương đối là, nói chung nó cũng đơn đơn giản thôi, nhưng mà thầy thầy lướt qua, mấy em tự tìm hiểu về cái cơ chế của cái CB chống giật này ha. À, có lẽ là mình kết thúc cái phần khí cụ điện ở đây ha. Thì tổng hợp lại thì cái cụ điện thì mình chỉ cần nắm cái cách lựa chọn, là quan trọng nhất là chọn được cái khí cụ điện ha, mình tính được cái dòng điện tải, rồi sau đó mình sẽ chọn cái ưu điện làm sao cho cái ưu định mức của khí cụ điện nó lớn hơn ưu ưu mạng điện, ưu lưới điện á, và cái y định mức của cái thiết bị nó lớn hơn cái dòng điện tải, dòng điện y tính toán của tải là được.
Cảm ơn em. Cái quyền thì mình tới đây là được rồi. Thì sau đây mình sẽ đi vào cái phần ôn tập giải bài tập đi ha.